À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Phổ và sau đó được hình thành thành Cộng hòa Liên bang Đức. Và mình đã làm cách mạng để chuyển đổi chế độ từ nền Cộng hòa, nền quân chủ sang nền Cộng hòa. Và bây giờ chúng ta đã có Cộng hòa Liên bang Đức. Ở tập trước thì thằng Nga nó cũng định phản chắc mình mà mình bây giờ đếm cho là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó còn có 6 thành thôi. Mình nghĩ là mình sẽ dẹp luôn cái thằng Nga này bởi vì mùa đông đã qua rồi và bây giờ thằng Nga chẳng là cái gì với mình hết. Kế hoạch của mình là mình sẽ cho hai quân đoàn này tấn công thằng Nga theo hướng này. Chắc chắn luôn. Mình nghĩ là mình hoàn toàn có khả năng đập chết thằng Nga luôn. Nhất là khi mà trong quân đoàn của mình lại có những tướng hùng mạnh như là Von Mutscher như thế này. Mình không sợ đâu, mẹ Starhawk. Starhawk toàn các tướng 9 sao cả. Chúng ta đâu có phải sợ. Mình đang cần bổ sung quân cho các quân đoàn phía Nam này. Đấy. Đây, một trong những quân đoàn rất đang gặp nguy hiểm đó là ở đây. Chúng ta đang bị bao vây, thành cái thành này của chúng ta bị bao vây liên tục. À bây giờ thì chắc là mình sẽ phải quánh nhau với thằng này rồi. Hải quân của chúng ta thì nói chung là lượt sau thì chúng ta sẽ có khá nhiều thuyền hiện đây. Chúng ta đã có thuyền này đây rồi. Chúng ta có thể thành lập được một hạm đội và có thể đi đánh nhau được rồi. Với điều kiện là chúng ta sẽ mua lốt mấy cái thuyền này nữa. Thêm vài lượt nữa là chúng ta rất là mạnh đấy. Một cái hạm đội tương đối và liên hợp rất mạnh để có thể thống trị biển cả ở khu vực Bắc Đại Tây Dương rồi. Còn khu vực Địa Trung Hải thì có lẽ phải chờ hạm đội này mạnh lên một xíu. Một cái hạm đội đang đóng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi. Giải quyết thằng Nga này đã trước khi nó kịp dám đánh thành của mình. Rồi đánh solo. À, tiếc là mình chưa có pháo phản lực. Nhưng trận này ăn được tướng huyền thoại ấy. Tướng này khá mạnh nhỉ. Tướng của nó cũng khá nhiều sao. Không sao. Các tướng của chúng ta đều là các tướng rất mạnh. Có thể thấy rằng là với cái cách luyện tướng như mà mình đã hướng dẫn với các bạn ấy thì các bạn sẽ luyện được lên các cái tướng 9 sao không có gì là khó cả. Và các bạn sẽ thấy rằng khi mà các cái quân đoàn được chỉ huy bởi các tướng 9 sao thì tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó cao như thế nào. Rất tuyệt vời luôn. Mặc dù các bạn có thể cho nhiều tướng vào trong một quân đoàn nhưng mà bạn tốt nhất thì các bạn không nên cho nhiều như vậy, chỉ nên cho một tướng thôi. Và cố gắng luyện cái tướng đấy nó mạnh lên một xíu. Chứ bạn cho nhiều tướng vào một cái đơn vị quân thì thực ra nó cũng không hay lắm. Bởi vì là cho nhiều tướng vào một đơn vị quân thì ôi thằng Nga nó có lợi thế, sườn đồi cao. Chết nhà, mình đánh ở đâu bây giờ? Nó cứ đặt pháo đây vậy. Thực tế là trận này mình pháo binh của mình hơi khó ăn. Chỗ này thì quá nhiều đồi núi cao hơn một xíu nhưng mà quá nhiều đồi núi. Về căn bản là không thể bắn được ai. Rồi. Rồi, vị trí này thì chúng ta có thể lả trực tiếp vào bộ binh của nó, nhưng còn pháo binh của nó thì lại chưa tới tầm bắn của nó cũng chưa thể bắn được mình. Ok, chúng ta sẽ giảm bộ binh nữa. Mình chưa biết bộ binh của mình. Thực ra mà nói thì nên cho phóng, nếu mà chơi phòng thủ ấy, chúng ta trận này phòng thủ mà lùi được về đây, có cái gò núi để cho pháo binh nó đặt thì tuyệt vời luôn. Đặt pháo binh ở đây. Quân phòng thủ ngay dưới chân này, pháo nó có thể bắn qua đầu bộ binh luôn thì tuyệt vời. Bọn chúng nó chỉ có méo mặt luôn. Nhưng mà trận này chúng ta công nên là chúng ta không thể chơi kiểu đấy được. Trận này là chúng ta chủ công chứ không phải là phòng thủ. Mình đang tính xem là chỗ này mình chạy kiểu gì đây. Chạy lên đây thì chỗ này pháo nó lã thẳng nó chết luôn đấy. Chỗ này quá trũng. Được cái có cái rừng cây. Chưa biết được kiểu gì. Nhiều anh em kêu là quân phổ này nó chẳng có cái điểm gì mạnh cả. Thật ra điểm mạnh của quân phổ chính là độ chính xác và khả năng bắn nhanh của lính bộ binh rồi còn gì.
Bạn còn muốn nó mạnh cái gì nữa? Thế là đã quá hổ báo rồi đấy. So với các quân khác thì còn yếu, quân khác nó còn chán hơn. Khổ như thế này là tốt lắm rồi. Quân Nga thì nhiều anh em bảo là nó chẳng có cái gì mạnh cả. Lại một cái câu sở trường, các bạn phải quan trọng, các bạn phải xem nó có cái lợi thế gì chứ. Các bạn cứ nhìn vào cái điểm yếu của nó để đánh giá thì nó phiến diện quá. Quân Nga thì sau này có thể mình sẽ chơi một chiến dịch nào đó về quân Nga nếu như có điều kiện. Thì các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của bộ binh Nga khi tấn công và cũng như kỵ binh. Đời chơi quân Nga các bạn không cần nhiều bộ binh đâu. Bạn chỉ cần một lượng khoảng tầm đủ dùng thôi. Nhưng mà pháo binh thì phải nhiều. Pháo binh Nga thì tuyệt vời, nhất là pháo lựu pháo. Rồi, nói qua qua thế để các bạn nắm được thôi, chứ còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu battle. Bắn luôn thằng tướng nó cho anh. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp này. Nikolai nhai dép xốp, nhai dép xốp này. Nó đang di chuyển à? Ô, vãi xoài. Cánh bên này của nó đang tấn công này. Nó phát hiện quân của mình ở phía bên kia và nó quyết định tấn công phía bên này. Rồi mình sẽ cho bộ binh của mình dàn lên đây đã, lấp sau cái sườn núi này đã, rồi tính tiếp. Tuyệt vời là pháo của chúng ta vẫn đang lã được ầm ầm. Và phía bên này thì nó đang di chuyển như này thì mình nghĩ là mình sẽ cho bộ quân của mình di chuyển đã. Let's move. Let's move. Rồi. Ok. Mấy thằng Nga Nikolai nhai dép xốp này. Rồi, ra đây. Thằng Nikolai nhai dép xốp này. À ha, lại thích chạy về đây tiếp à? Đúng rồi, trường mặt tiểu của anh đấy. Mày chết. Mày chết. Pháo binh của mình đâu rồi? Kìa. Bọn Nga này nó chơi cái kiểu gì nhỉ? Rồi nhá, giải quyết được đúng cái chỗ này luôn là được khá nhiều việc đấy. Trời ơi, kỵ binh của Nga. Bọn súng trường này nó biết bắn xuyên khe mà. Lợi thế là bắn xuyên khe được. Rồi, chúng nó bắt đầu ngu học rồi. Nó bắt đầu ngu học rồi. À, xong rồi, ngay quá. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp này. Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp. Cỡ này. Úi xồi ôi. Úi xồi. Úi xồi ôi. Pháo ba bắn gì mà dã man thế. Đội hình hiệp rỗng nhanh. Vào đây
Rồi xong. Rồi xong, rồi xong, chúng nó đã chạy rồi. Tiến lên em ơi. Từ từ cho bọn này nó tiến cùng nhé. Không kiểu là chúng ta tiến nhanh quá, cánh bên này, cánh bên kia chạy lên. Rồi, tiến lên đây. À, bắn bộ binh của mình ở đây à? Bắn làm sao được? Mình sẽ cho kỵ binh của mình chạy vòng trong cánh bên này đã. Cánh bên này êm rồi. Sang đây. Ôi, phá mình bắn ác thế nhở? Ôi. Lại chết bộ binh của nó à? Ui dồi ôi. Đây đây mày. Ui, pháo mình bắn cấp tập vào lưng của nó này. Nó chết rồi. Ui dồi ôi. Được pháo binh của mình trận này yểm trợ thì tuyệt vời rồi. Đúng rồi, bắn vào đây. Ôi, mấy thằng nhai dép xốp này hả? Ôi, dăm ba cái thằng nhai dép xốp này mà dọa được anh. Ui dồi, chết như gà dại. Ui dồi. Pháo nó bắn liệt tình vào đây kìa. Ui dồi. Kỵ binh của mình đâu rồi? Đi anh, ra đây cho anh. Giải quyết đám tàn quân này. Không để chúng nó hồi mã thương. Dám đấu súng quân Nga, quân khổ á. Tuổi gì đấy? Rồi, dịch ra đây, dịch ra đây. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Úi dồi ôi, đạn pháo nó bắn. Thế thì làm sao mà sẽ đỡ được. Rồi, bắn em ơi. Úi dồi. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Rồi, nó chuyển ra đây rồi. Bắn ra đây. Để yên mấy thằng Nikolai nhai dép xốp này cứ để đấy. Xử lý hai khẩu pháo của nó đã. Ờ, cứ bắn bộ binh của anh đi, chắc phải bắn được mấy đạn. Một thằng nữa bỏ chạy rồi. Đấu súng quân phổ ư? Tuổi gì thế? Cánh bên này bắn hết đạn luôn. Gì? Mấy thằng ngang ngố này. Úi dồi, úi dồi. Tướng nó vẫn còn kìa. Chưa chết tướng à. Đây rồi.
giải quyết lốt hai khẩu pháo này đã. Bóng phi. Giải quyết lốt hai khẩu pháo này là đơn vị bộ binh này có thể triển khai lên à. Trời ơi. Chúng ta đang có lợi thế là pháo binh của chúng ta đang hiểm trợ rất tuyệt vời ở đây. Ui. Cánh quân bên này bắn rất tốt nhá. Rồi, từ từ em ơi, tiến lên đây trước đi. Rồi, giải quyết được hai khẩu pháo của nó đây rồi. Cánh quân bên này tiến lên. Lên cái sườn đồi này đó. Nhanh. Rồi, 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 rút ra. Bộ binh nó đang đuổi rồi. Chạy đi, chạy, chạy. Bây giờ nó bắn đuổi ác ghê. Hay quá, pháo của chúng ta được bắn thẳng trực diện với chúng nó đây rồi. Hay thẳng. Rồi, tiến lên. Quân Nga đang nát rồi. Quân Nga đang nát rồi, tiến lên, quả này thế trận bao vây rồi em ơi. Ok kìa, mấy thằng pháo của mình chuyển mục tiêu hướng đi chứ. Ôi, nó lên gần thế. Rút, 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 rút. Mẹ bọn này nói chơi cái trò mẹ vác lưỡi lên là mình không ăn được đâu. Ôi, nó lên thì mình đã rút lại xíu đó. Bọn Nikolai nhai dép xúc này nó chơi trò vác lưỡi lên rồi. Cứ bình tĩnh. Kỵ binh của chúng ta đâu rồi? Phải có điểm bộ kỵ binh điểm trợ trận này thì mới đánh móc lốt nó được. Rồi pháo của chúng ta cũng bắn rất tuyệt vời luôn. Rồi nó là cao rồi à? Quái vật trưởng bọn này. One of our units has used all its ammunition. Kỵ binh rồi, vào đây ngay lập tức. Đánh ngay bọn này từ đằng sau lưng. Bọn Nga hố này. Đâu kìa. Bắn. Thế mà nó vẫn chưa chạy à? Cái bọn này nó không biết sợ là gì rồi. Ôi, mẹ đánh nhau với cái bọn nó biết sợ là gì này. Vãi cả. Rồi, xong rồi. What the? Bọn này nó không biết sợ là gì thật. Liều thế, xông thẳng vào rồi. Chạy chết, Madashivi. Rồi, cánh quân bên này rồi, xông lên. Ăn nó luôn cho anh. Kinh nhờ. Nó xông vào quánh mình như đúng rồi. Rồi, rút ra đi. Kỵ binh được rồi, nó đang lập hình hộp rỗng thì kỵ binh không nên làm việc. Xong, chạy lốt cho con. Mày chạy xuống đây á. Vâng, heroic victory ngay. Khi nó áp sát thì chúng ta phải cho kỵ binh đập vào lưng nó, nếu không thì bộ binh của chúng ta mất tinh thần nhanh lắm. Không à, giảm. Bọn Nga thì nó về cái độ lì đòn thì cái lỗi gì đây? Anh em bảo mình nói tục á, mình chưa nói tục đâu nha, mình chỉ nói kiểu lái lái kiểu thế thôi nhá. Thằng này nữa à? Nikolai nhai dép xốp này nữa. Đội quân này á, ăn được không? Ăn được. Mà thôi.
Mấy trận này nữa nguy hiểm lắm, quân mình để đợt Yeah, sau mình keep it hồi steady, máu tí boys. đã. Rút vào đây đã. À, không đặt công được cái thành này đâu. Thành này có tường thành rồi. Bây giờ cho thằng này sang đây. Chuẩn bị đánh cái thành này cho anh. Thanh niên này à... Cái tường này có thành rồi nhỉ? À, nó mất công phải vây, nó chưa ăn được không? Quái nhà cho. Thằng Nga thích chết à? Hả? Thằng Nikolai nhai dép xốp này. Rồi, chúng ta hồi máu tuyệt vời luôn, cực nhanh. Thành này sẽ là để hồi máu. Có công trình này hồi máu vãi luôn. Tốt. Nhà chính phủ lên đã. Cho vào quân đoàn để giảm nguy cơ bị ám sát. Con này thì khả năng cao là không thể ám sát, nó không thể ám sát được, nhưng mà mình cứ lên cho đi cùng chắc cỡ. Ở phía bên này xem nào, phía bên này chúng ta vẫn đang phải phòng thủ trước quân thủ đấy. Thằng này cũng không đáng sợ lắm, tướng này khá mạnh, có thể luyện được. À, tướng này có skin khá ngon, mình có thể luyện được. Có thể là mình nếu cần thì mình sẽ luyện thêm tướng nữa, nhưng mà thôi, bởi vì là mình thấy tướng của mình cũng khá nhiều rồi. Ra vùng đất này cho nó vừa lại cướp tiếp. Mình sẽ cho quân đổ bộ vào bán đảo Tây Ban Nha từ phía Nam. Sau khi giải quyết xong thằng Nga, mình sẽ cho quân đổ bộ vào Tây Ban Nha. Ở đây chúng ta có những tướng cực mạnh luôn. Tướng này vẫn còn thiếu cái skill vây thành. Thôi, cứ quan lượt đã. Phía trên này thì ổn đấy nhỉ. Cho vào thằng này cho nó luyện tiếp. Nó lên rank cao cao tí. Thôi. Khu vực này bây giờ mới căng này. Thôi kệ nó thôi. Thằng Pháp nó chưa chiến tranh với mình thì mình cứ từ từ. Bây giờ mình sẽ đi cho qua lượt đã. Để lượt sau mình hải quân của mình mạnh mạnh xíu. Rồi, hải quân của chúng ta, các cái thương cảng của chúng ta đã kiểm soát được khá nhiều rồi. Mình dứt điểm nốt cái thằng Nga đi cho nó xong chuyện. À. Chuyện này à, mình nghĩ là mình sẽ đánh tay ấy. Lý thuyết thì mình có thể thua đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình không thua đâu. Mặc dù chúng ta toàn là quân lính lông dân, lực lượng dân quân tự vệ. Từ đó cho quân xuống đây đã, xem chúng nó ở đâu ạ. Mình bắt đầu mới triển khai quân được. Pháo nó đặt bên này. Đây à. Damn this brother, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Ôi, nó phá hủy á, phết nhỉ. Có thể mình sẽ đây
phá cái tháp bên đấy. Thôi mình dừng cái pháp này. Từ take the buildings up. Yes, sir. Cái nhà này xem chúng nó thế nào. Nó sẽ phá cái cổng này chắc chắn luôn. Ôi, thôi, không lên tường nữa em ơi. Phá bức tường mình đấy. Cái nhà này còn có thể cho được thêm một đạo quân nữa vào. Cho luôn. Bắt từ. Vào đây đi. Phá thủng tường của mình đấy, để nó xông vào đấy. Nó có pháo binh nhưng là hơi dở hơi. Mình we have taken the buildings up. Nó có pháo binh nhưng mình không cho quân leo lên tường để lã pháo nó được. Hết rồi, nó chỉ có mấy đội bộ binh thôi mà. Đâu rồi? Mấy thằng Nikolai nhai dép xốp rồi. Chắc chuẩn bị nó leo tường ấy. Nó sắp trở thành vũ công vũ cột rồi. Bọn này làm cho gì? Mình không dám cho quân đứng lên thành, sợ bắn sập thành phát là chết luôn quân của mình. Nó làm cho gì nhỉ? Leo tường chưa? Ở đây rồi. Bắt đầu bắn rồi. Đây à? Vào. Ngon thì cứ vào. Bắn đi các em ơi. Ôi chết rồi, bọn này nó xông vào nhà thì mình toi. Khả năng cao là nó xông vào nhà. Xông vào nhà. Ồ. Nó xông vào nhà là mình hơi khó đỡ thật. Mình đang bị áp đảo về mặt quân số. Xông vào đi em ơi. Xông vào. Đó, không ăn được rồi. Chúng ta lại tái chiếm cái thành này. Nó sao có cái đạo quân củi củi ở đâu mà nó lấp nhỉ? Mình không nhìn thấy. Ôi. Sir. Sir, our general is under attack.
Lì thế nhỉ. Mình cũng kiểm soát tầng 2 nó ở tầng 1 à. Quân của mình bị áp đảo về mặt quân số rồi. One of our units has used all its ammunition, sir. Chúng ta không bị áp đảo về quân số mà áp đảo về chất lượng lính của chúng ta kém hơn chúng nó nhiều. Đây đi. Quân nông dân của chúng ta sẽ cố gắng xem nào. À, chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Bạn em ơi, chúng ta quan trọng là tinh thần chiến đấu của thằng nào cao hơn. Thần của chúng nó vẫn nhảy hơn mình. Mình ơi, kỵ binh nó chạy ra đây rồi. Mình như thế này bắn chết chúng nó cho mày. All hope is lost, sir. This battle is almost done. Kệ nó chứ. Bắn luôn. Sợ gì chúng nó? Nó cho kỵ binh vào ấy. Bọn này lạt đạn lâu vãi chưởng. Chậm thế này thì làm sao mà ăn được chúng nó? Một đơn vị của chúng ta đã bỏ chạy. Ôi, lên lính này mà. Rồi, rút đi em ơi. Rút vào nhà đi. Nên rút vào nhà, đứng ở đây thì hay hơn. Nó cũng không kéo được cờ. Chết tướng nó rồi. Hay quá. Tướng của nó dẹo rồi. Mày hà bưởi.
lạ. Nó còn một đội kỵ binh nữa mà nó không xông vào lốt nhỉ. Hả? Mày. Rồi, mấy thằng Nikola nhai dép sốt đang bỏ chạy. Vào nhà, vào nhà, đúng rồi. Mày đuổi à? Mày đuổi à? Rồi, bắn nó cho anh. Chui ra khỏi nhà rồi à? Xong rồi, làm gì nữa? Dăm cái thằng nhai dép xốp này. Vào đây con. One of our units has used all its ammunition, sir. Cái gì hết đạn á? Tôi xong à? Bắn chúng nó. Thế nó mới kỳ cục. Onward, sir. Onward. The fort is falling. À, nó chiếm được điểm sợ mình rồi. Trận này tất nhiên là mình có thể cho lại cho quân đoàn của tướng kia quay về tái chiếm lại được ngay, nhưng mà mình vẫn thích đánh trận kiểu như này. Trận đánh mà chúng ta tưởng chừng không có cơ hội gì để có thể phòng thủ. À, chúng ta đang áp đảo mà sợ chưa chắc trận này đã thua rồi. Ngán nhất bọn này. Chúng ta lại kéo được cờ đứt lên đây rồi. À, các con rời chạy hết rồi. Chúng ta đã đánh đuổi được một đạo quân của nó nữa rồi.
cố lên. À, tinh thần của chúng ta đang cao, đúng rồi. Nó bỏ chạy thôi, nhanh 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 nhanh. Ăn luôn thằng này xem nào. Chúng nó đang bỏ chạy rồi. Nhưng mà khó lắm. Chúng ta là lính nông dân, làm sao đánh được lính chính quy của Nga mà đánh tận chiến nữa thì càng khó. Một cái là tinh thần chiến đấu của chúng ta đang lên. Phải tận dụng cái cơ hội này thì may ra. Tận chiến quân Nga hơi khó rồi. Trời ơi. Hay quá, hay quá cơ. Truy sát nó luôn cho anh. Rồi. Hay thế nhở. Sao lại chúng ta lại có thể bật được bọn Nga nhỉ? Đấu chúng ta đang lên. Mada Civic. Mấy thằng nhai dép xốp, mấy thằng nhai dép xốp này. Quân nông dân của mình thì được đấy. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Lính Nga mà lại thua trước đội quân nông dân à? Ôi trời ơi. One of our units has used all its ammunition. Chúng ta hết đạn rồi đấy. Hết đạn rồi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chết. Mà quân của chúng ta bây giờ cũng gần hết rồi. Phá hỏng hết tường nhà mình. Nó có một đội kỵ binh và nó vẫn chưa cho. Oh shit. Nó phá sập tường chết của nó à? Ô vãi. Ô vãi luôn. Tiếp nhà mình rồi. Thực ra mình chơi lầy cái kiểu mình để cho hết giờ thì cũng thắng đấy, nhưng mà chơi kiểu thế lầy quá nhỉ. Còn nên chơi lầy thế không? Chơi kiểu đấy thì lầy quá. Hết giờ thì nó thua mà. Nó không va chiếm được thành của mình là nó thua. Ui pháo nó bắn thế này mà bộ binh mình ra thì chắc là còn có vài thằng này thì chết luôn không phải ngáp. Đây nó còn đội kỵ binh này nó không chịu xông vào. Kệ nó chứ. Nó làm được cái gì đâu. Ồ. Chứ mày bắn sập hết nhà ấy chưa. Còn gì nữa không? Bắn nốt đi. Cái này mà đợi hết giờ lâu lắm nhỉ. Hồi cho nó chiếm được, mình chơi lầy thì mình có thể thắng đấy, nhưng mà chúng ta là quân phòng thủ, chỉ cần chạy hết cái đồng hồ này là chúng ta thắng, nhưng mà thế thì lâu lắm. Cho nó thắng mắt nhỉ, mình chiếm lại. Ui. Chơi lầy hát. Lầy có lâu lắm không nhỉ? À chúng ta đang chạy ở tốc độ cao nhất rồi mà nhỉ. Chắc chỉ xíu thôi. Bây giờ chui ra thì chết luôn, pháo nó bắn thế này. Nó lã cho một tọng banh xác.
Mà nó bắn cái gì nhỉ? Bắn tường của mình à? Ui. Trúng được cái mẹ gì đâu. Chiếm cái điểm phá này không nhỉ? Hết giờ mình thắng. Thử phát xem nào. Chơi lầy phát xem. Mình còn một đạo quân này. Cho đây. Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Ôi ôi. Xuống 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 em ơi. Mẹ bắn luôn rồi. Thấy mình trèo lên đây phát nó bắn cho pháo lã luôn rồi. Chết đấy. Ôi. Lại không bắn nữa. Trèo lên là nó bắn. Mặt sập tường phát là mình toi. Ngon thì vào đi. Vác mấy khẩu pháo và chạy vào đây. Đâu mấy anh nông dân còn không ăn được thì đòi đấy đối với quân chính quy của anh á. Đối với mấy anh dân quân tự vệ này còn chả ăn được. Ừ, cứ trèo lên phát nó mới bắn, còn không trèo lên nó không bắn đâu. Giữ nó tiếp. Ui ôi. Thôi 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 thôi. Chào đấy vậy. Thế à, vào đi, hết giờ rồi cu. Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Mình phải thắng chứ nhỉ, tội gì không thắng. Bao nhiêu công sức đánh mãi trụ được đến giờ này, tội gì phải thua. Mình quân tập phòng thủ cơ mà. À, mấy thằng này có vẻ không biết điều khiển pháo à? Rồi sao? Nó đã phá sập lỗ này rồi. Rồi, tiếp tục phá tường chỗ này. Phá lốt chỗ này đi. Còn kịp thời gian không thì phá đi. Rồi, cho bọn này vào đây. Phá vào mắt. Bắn đấy. Ui ôi, nó đục thủng hai lỗ, mấy lỗ ở tường nhà mình đó rồi.
Hết giờ rồi con ạ. Sắp hết giờ rồi cu ạ. Mày không cho kỵ binh vào đi là hết giờ là mày thua. Cho vào đây. Xong. Thằng nhai dép súp này láo thật. Ui dồi, sập hết cả tường thành của mình rồi. Bọn này mẹ pháo nó lã lát hết nhà của mình rồi. Hết trận này lại mất bao tiền để sửa chữa. Xem nào. Bọn ngài nó lã đạn âm mỹ này. Ý dồi, ba khẩu pháo nó bắn cho bộ binh mình là xông ra một phát thì chạy không. Bỏ chạy luôn. Trận này nó không có phá thì mình đích sợ rồi. Không có phá mình cho quân lên tường ngay. Hết giờ rồi cô ơi. Giời ơi nè giời ơi. Giời ơi. Đây là một kiểu win mà rất nhiều ít khi mình sử dụng. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta toàn lính nông dân thì chúng ta cũng chơi kiểu này thôi. Nhưng chúng ta làm sao vác quân ra ngoài đánh nhau được. Lính nông dân bọn này không được trang bị lưỡi lê à? Ôi ôi chúng mày phá hết nhà của anh thế này à? Will. Hết giờ là Will. Xôi, anh này chết dáng đẹp thế. Rồi. Xôi, anh này chết nằm như kiểu là rồi. Các tư thế hy sinh. Ui. Glow Wir triumphieren. Mai Hà Bưởi. Đùa cái thằng đệ này của mình nó bị điên hay sao nhỉ? Nhưng mà quân nó toàn kỵ binh. Chỗ này ạ, khó ăn lắm. Mấy khẩu pháo của nó thì thực ra trận này nếu mà chiếm được thôi để lúc khác. Trận này thì ăn chắc rồi, không cần nghĩ. Chúng ta đang chế độ phục kích. Naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi. Vậy nó giải quyết được thằng bây giờ cho quân đoàn này về đây hồi ít tiết canh ạ.
Thằng Pháp thì nó không chiến tranh với thằng này. Đúng rồi, Pháp nó không chiến tranh. Có mỗi thằng Tây Ban Nha nó cử quân lên thôi. Tây Ban Nha thì hết quân rồi. Tây Ban Nha có còn quân ở đây đâu đâu. Không phải lo. Cho quân lên đây để hồi đã. Weiter! Ja. Truppen vorwärts. Nó không nổi loạn được à? Vãi nhỉ, cướp như thế mà không nổi loạn à? Khó thế cả. Đâu à? Thằng nào lúc nãy dám cướp thành của anh đâu? Làm anh mất công sửa thành này. Mày hả bưởi? Mày dám qua để cướp thành anh à? Ngồi đây một lượt đi. Thanh niên này đi do thám trước cho anh xem. Người Nga không còn mùa đông nữa thì không còn gì phải sợ. Úi xời. Úi xời ơi. Meine Augen gehören euch. Chiếm hết. Sợi. Beginnt mit der Belagerung. Glorreicher Sieg. Cướp kiếm tí tiền á. Mọi việc còn tính sao? Tướng này tướng cùi à? Cùi anh cũng phải cướp, cũng phải kiếm tí tiền. Vorwärts, Marsch! Bereit machen und Befehl erwarten. Ist die Flagge. Ngài thì cùi nè. Linke Seite, Marsch! Sir! Niemand wird uns besiegen. Rồi. Tí giao lại cho thằng đệ. Đâu à? Những quân đoàn của Nga đi đâu hết rồi? Nâng chỗ này lên khi cần để có thể tuyển quân kiểu trước giờ. Mình áp sát thủ đô Nga đấy. Bên dưới này nữa thôi là chết rồi. Đánh vào đây nữa này. Đánh vào đây. Quân đoàn dưới này đánh vào đây. Tranh thủ đang là mùa đông. À mùa xuân. Chỗ này mua mấy thằng quân đi. Cho thằng thủ nó chắc. Hoàng hoàng đánh. Cả này à, tỉnh này à, thôi không cần xây mà giao luôn cho cái thằng này. Tỉnh này nó tên là gì nhỉ? Belarus à? Ờ đúng rồi, Belarus à. Crimea. Cái tỉnh có cái tên là Belarus. Đây. Chả quản lý nhiều làm gì. Mệt lắm. Rồi, Belarus. Tí nữa cho nó lốt cái cảng này nữa. Mình chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ thôi. À đúng rồi, cho nó luôn cái cảng này để nó giao thương được nhỉ. Quân thủ không bị thương nặng lắm, cho nó luôn. Cảng này là cảng gì? Estonia.
Đây. Cho nó Estonia để nó có đường thông thương. Rồi, hay quá. Nó có thể thông thương được với rất nhiều thằng đấy. Nó có cảng biển đây rồi. Cảng buôn đây rồi. Chỗ này sửa thành cảng buôn xong đầu. Ra nó lốt cho thằng này. Là xong. Cái gì đây? Thằng Pháp với thằng Tây Ban Nha đánh nhau à? Không phải chứ. Hay là nó chiếm... Thằng Anh chiến chiến tranh với hai thằng đệ của mình. Mà láo thật. Thằng Pháp không chiến tranh với ai? Tây Ban Nha. Không chiến tranh với thằng Crimea. Nó không chiến tranh với thằng này nữa. Chủ yếu mình cần các cái cả này để cho mấy thằng đệ của mình nó có thể giao thương thôi. Nó giao thương được với mình thì mình nó mới giàu được. Trong những thằng đệ của mình thì còn thằng này chưa có cảng biển. Thằng này thì có thể sau mình sẽ giao lốt cái thành Hà Lan này cho nó. Để nó có cái cảng biển để nó có thể đi giao thương được. Chứ lúc đấy hải quân của mình rất mạnh rồi, mình cũng không cần phải quá nhiều lực lượng nữa. Năm lượt nữa chúng ta sẽ có được độ mạnh. Hay rồi. Nhưng hạm đội này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc. Rồi, ok. Thế thì chúng ta sẽ thành lập thêm một hạm đội nữa. Toàn tướng không có xa, không có skill gì luôn. Hạm đội này thì chỉ có nói chung là đi tuần theo thôi. Không có nhiệm vụ chiến đấu. Ở đây thì ổn này. Cái cả này, hai lượt nữa ra được thuyền buôn này. Rồi. Hai lượt nữa chúng ta sẽ chiếm hết các cái điểm giao thương ở đây. Và lúc đó kinh tế của chúng ta sẽ có một chút về giao thương. Rồi, công nghệ chúng ta đã hoàn toàn xong, không phải lo lắng gì nữa rồi. Khi chúng ta hoàn toàn công nghệ nghiên cứu xong, chúng ta chuyển hết sang công trình này. Các nhà chính xem nào. Hệ thống chính trị của mình à. Ồ. Tướng này tuyệt thế nhở. Tướng về tư pháp của chúng ta khá tốt. Có thể chúng ta sẽ tăng tí thuế lên nhở. Được mà. Tăng tí thuế lên. Vùng này thì không ổn lắm mà cũng không ngại. Lần sau chiếm nốt thành này là bọn Nikolai nhai dép xốp hết việc để làm. Thôi cứ bình tĩnh nào, qua lượt đã. Hay rồi. Một hiệp ước hòa bình à? Hòa bình xong mày lại đánh nhau đấy của anh ấy. Mày khôn phái trưởng. Rồi, ok. Kiev đã lên kế hoạch để nối được đường buôn. Thằng đệ này của mình chắc chắn nó có điểm giao thương thì nó sẽ chơi được với rất nhiều thằng luôn. Đấy. Nó chơi được với rất nhiều thằng luôn. Romani kìa. Pháp à? Chiến tranh với Anh và Nga. Còn phải chiến tranh với quân Anh. À,
Thằng Ách nó chiếm được cái đảo này à? Chiếm được cái đảo của thằng Tây Ban Nha. Bây giờ nó lại hòa bình với thằng Tây Ban Nha. Thằng Pháp nó tái chiếm được cái vùng này à? Cảng này à, ra thuyền buôn rồi. Rồi hay quá, 6 chiếc lên đây cho anh, bổ sung vào lực lượng thuyền buôn. Rồi lượt sau chúng ta có thể phát triển thì hải quân tiếp ở đây, quá tuyệt vời. Cho hạm đội này đi tuần tra phát tại sao nào. 4 lượt nữa hạm đội này sẽ đi. Ôi tốn kiển quá, chơi hải quân. Nhưng mà chúng ta phải chơi hải quân thì nó mới rực rỡ. Bên này thì hạm đội này còn mỏng quá. Thằng Lee Kula nhai dép xốp đâu. Chiếm thành này của nó cho anh. À. Belagerung beginnen. Mày hạ bưởi 5.000. Nó không có tướng cầm quân thì làm sao nó ăn được mình. Thằng Nga đang mất dần lãnh thổ rồi. Đồng nghĩa với việc quân đội của nó cũng bị thương vong nặng nề luôn. Tướng của chúng ta là tướng mắc sao luôn, không phải sợ. Linke Seite, Marsch! Bereit für Befehle! Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar! Ôi, vẫn được nhiều tiền lắm. Cha tội gì. Thằng Nga hết đất rồi. Như vậy là mình đã áp sát Moscow từ phía Nam rồi. Thôi hòa bình chiếm đóng. Áp sát Moscow từ phía Nam, từ phía Tây rồi. Còn bây giờ chúng ta chỉ việc giải quyết nốt Moscow từ phía Bắc nữa. Thế này chứ gì. Còn gì nữa không? Úi dồi ôi, Saint Petersburg vãi cả dầu. Không có quân đồn trú mà. Đây là thành phố Saint Petersburg của chúng nó. Marsch! Yes sir. Stärke und Ehre. Ui dồi ôi. Vãi cả tiền luôn đấy. Vãi cả tiền. Cướp đã lên tiền đã. Nhiều tiền thế này để còn lo việc khác. Không có tiền phát triển hải quân chứ. Tí nữa cướp Saint Petersburg, à cướp Moscow chắc còn nhiều nữa. Thôi hòa bình chiếm đóng. Chả việc gì phải sửa. Cướp được thành này nhỉ. Có quân đâu. Úi dồi ôi, mắc tiền. Thôi rồi, thằng Nga còn thành duy nhất. Còn thủ đô thôi. Mày chết rồi con ạ. Úi dồi, thành này hồi máu. Hay quá. Vẫn được hơn 3.000 kìa. Thôi để lượt sau đã, hồi lượt máu đã. Hết tiền mất. Cho đệ sau. Nachschub wird gesammelt.
bereit machen. Männer, vorwärts. Quá đơn giản nhỉ. 6 lượt nữa giao lốt cái cảng này cho thằng này nữa. Hai thằng này nó có thể giao thương được khắp nơi rồi. Kiev à? Giao luôn Kiev cho thằng đệ nhỉ. Đỡ tốn xẻng. Quản lý nhiều làm cái gì? Kiev đâu? Đây. Do my heart, do my soul luôn à? À. Mày. Nó có thành kép vắt mạnh ngay. Yeah, my lord. Rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ cần phải một cuộc chiến cuối cùng vào Moscow nữa thôi. Khi mà các cánh quân của chúng ta đã tiến sát Moscow rồi. Cánh quân này con lại đi vào đây. Đi đây, đi đây. Người Nga đã không còn cơ hội nữa rồi. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Miễn thuế cho vùng này cho nó khỏi lũ loạn phát. Rồi. Xếp lại nào.